Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 3. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tuần 17. Bài số 1, tô màu. Cái hình vuông này chúng ta sẽ tô màu màu xanh đậm. Còn cái hình chữ nhật chúng ta sẽ tô màu màu vàng. Rồi, xanh đậm. Rồi, này hình vuông, cái này hình vuông, rồi hình chữ nhật làm màu vàng. Này, cái này hình chữ nhật, cái này hình chữ nhật. Còn này không phải, cái này tam giác. Cái này thấy xéo xéo không? Nó xéo xéo. Nó qua bài số 2. Nấu biểu thức với giá trị thích hợp. Trên này chúng ta sẽ có là ba cái biểu thức. Dưới này có ba cái biểu thức. Và trong này chúng ta sẽ có là 5 cái kết quả. Bây giờ chúng ta tính rồi chúng ta nấu xuống. 100 mà ta trừ 66 như vậy là bằng là 4 như 1, như vậy là 34. 34 ta trừ cho 34 là bằng 0, nên là bằng 0 gram nha. Cái này là bằng tính theo gram nha, chứ không phải là centi đâu. Đây 0 gram đây, tức là nấu xuống đây. Bài này thì chúng ta bắt buộc phải làm trong những mặt trước. 66 ta trừ cho ta cộng cho 34, như vậy là 6 ta cộng cho 4 là như vậy là 100. 100 gram. Như vậy ta lấy 100 mà ta trừ cho 100, như vậy là bằng 0 gram. Như vậy cũng vào đây luôn. Bài này 78 nhân 8 trước nha. Đây dấu nhân, còn này là dấu trừ. Chúng ta làm nha, dấu nhân trước. Tám nhân 8 là 64. Viết 4 ta nhớ 6. 8 lần 7 là 56. 56 với 6 là 60 12. 62 ta trừ với lại 4 24, như là bằng 200 gram. Này vào đây. Bài này ta làm dấu nhân trước. 7 x 5 là bằng 35. 35 cm ta trừ cho 35 cm, như vậy là bằng 0. 0 cm nha. Chứ không phải là gram đâu. Bài này chúng ta phải làm cái phép chia này trước. 36 ta chia 4 là được 9. 125 mà ta trừ cho 9 bằng 15, mà ta trừ cho 9 còn 6, 6 trả 1, rồi còn 11. Đây, bài này vào đây. Bài này làm dấu nhân trước. Như vậy là nhân cái hai này là bằng là 96. 99 mà ta trừ cho 6 là bằng là 3 cm. Cái này vào đây. Chúng ta qua bài số 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Câu A,
Số liền sau của số 820 là số. Ví dụ như chúng ta sẽ có là con 2, con 3 và con 4 ha. Thầy cho con số 3 là con số đã cho. Như vậy số liền trước của số 3 nó là coi này. Số liền sau này là sau. Liền sau nha, liền trước nha. Thầy không có ghi chữ liền mà đúng là phải chữ liền. Như vậy liền sau là ta lấy con số đã cho ta cộng 1, thành ra số 4 liền sau. Còn số liền trước là ta lấy số đã cho ta trừ 1. Rồi như vậy là này liền sau, là ta cộng 1. Rồi ta lấy số đã cho là ta cộng 1. 820 ta cộng 1 là bằng 821. Câu C. Đọc qua câu B. Trong các số là 522, 532, 322, 332, số bé nhất là. Như vậy chúng ta muốn so sánh số bé nhất là, chúng ta thấy là đây là tất cả là số đều có 3 chỉ số. Như vậy thì chúng ta sẽ so cái hàng trăm trước. Đây là hàng trăm là 5, hàng trăm là 5, đây là hàng trăm 3, đây 3. Như vậy hai con số này là coi như là bỏ đi, tại vì người ta yêu cầu là số bé nhất. Như là hai số này lớn rồi, chúng ta bỏ ra. Chúng ta quan tâm tới hàng trăm là 3, đây là 3, 3. Chúng ta xem tới hàng chục, đây 2, hàng chục đây 3. Như là số này là số số bé nhất, 3, 2, 2. Như đó là câu này, câu B. Đọc qua câu C. Cái ô trống này ta trừ cho 182 ta nhân 4 là bằng 209. Như vậy cái ô trống này là điền số nào? Như vậy cái xem như đây là một cái giá trị x vậy, chúng ta đi tìm cái giá trị x chỗ này. Muốn tìm giá trị x chỗ này thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ nhân hai con số này lại. Chúng ta nhân vào. Như vậy ngay chỗ này chúng ta ngay chỗ này thầy cho là con x nha. X nè. Ta trừ cho 182 ta nhân 4 là bằng bao nhiêu đây? 4 nhân 2 là bằng 8. 4 nhân cho 8 là bằng 32, với 2 là như 3. 4 nhân 4 43 bằng 7. Như vậy hai con số này nhân nhau là bằng 728 được không? Đây. Này là bằng 728 này. Nha, hai số này nhân nhau. Rồi. Đây là bằng 209. Như vậy đây là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu ta cộng với số trừ. Đây là x là bằng 209 ta cộng với lại 728, x bằng 8 cộng 9 bằng 17, viết 7 ta như 1, 3, 937. Như vậy đây đáp án A. Chúng ta qua câu D. Ngọc xếp được 76 ngôi sao may mắn. Đây là những ngôi sao. Ngọc đem chia cho các bạn. Sau khi chia cho các bạn, Ngọc còn lại là 1/4 số ngôi sao. Hỏi Ngọc đã chia cho các bạn bao nhiêu ngôi sao? Như vậy chúng ta xem lại cái đề này. Ngọc có 76 ngôi sao chia cho các bạn. Sau khi chia thì các bạn thì còn lại là 1/4 số ngôi sao. Như vậy chúng ta lấy 76 ta chia cho 4 thì ra số ngôi sao còn lại. Được. Ta lấy 76 nè, ta chia cho 4 nè, bằng bao nhiêu đây? Bằng 1. 1 bằng 3, 36. 9 nhân cho 4 là 36. Rồi như vậy đây là cái số này là số còn lại nha. Như vậy chúng ta chia cho bao nhiêu? 76 ta trừ cho 19 còn lại nè. Như là bằng 50. 57. 57 này là 57 đem cho. Được. Chứ không phải ta lấy 76 ta chia cho 4 là bằng 19, ta khoanh 19 này là sai nha, không phải đâu. Cái này là cái số còn lại. Cái số 19 là số còn lại. Người ta hỏi là hỏi Ngọc đã chia cho các bạn là bao nhiêu ngôi sao. Ta lấy 76 ta chia trừ cho 19 thì mới ra cái số ngôi sao là chia nè. Như vậy câu này là câu B. Chúng ta qua bài tiếp theo. Câu A. Điền cái hình gì chỗ này? Trong ba hình này. Chúng ta xem. Đây là hình vuông màu đỏ. Tới đây hình vuông màu đỏ. Như vậy trong này có hai cái hình vuông. Một hình vuông màu xanh lá mà người ta hỏi dựng ngược. Và một cái hình vuông màu xanh nước biển.
Như vậy đúng không? Như vậy ngay chỗ này là màu đỏ, như vậy cách nhau là hai ô. Như vậy đây là có màu xanh thì ngay chỗ này nó cũng là cách nhau hai ô, nó là màu đỏ. Đây, đây là màu đỏ tiếp theo. Màu đỏ tới hai có màu xanh. Nghe này coi này là câu câu A. Đây, nó thay ở quy luật vậy. Chúng ta qua bài số 4, đặc tính đầu tính. 472 ta nhân cho 4. Bốn nhân cho 2 bằng 8. 4 nhân cho 7 là bằng 28, với 8 thành dưới 2, 4 4 16 2 18. 102 ta nhân cho 8. 8 2 16 ta viết 16 luôn. Vì lý do là ngay chỗ này là chút nữa chúng ta nhân thì 0 nhân 8 cũng bằng 0, bên này nhớ 1 chúng ta viết 1, cho nên chúng ta thấy con số 0 này thì ngay chỗ này chúng ta nhân bao nhiêu thì chúng ta ghi bấy nhiêu luôn. Vậy coi như là số 0 chúng ta đã nhân rồi đấy. Tức là chuyển qua số 1, 8 nhân 1 là bằng 8. 835 ta chia cho 5. 8 trên 5 là được là 1. 5 x 1 5, 8 x 5 là còn 3. Số 3 này ta hạ xuống. 33 mà ta chia cho 5 là 5 x 6 là bằng 30. Như vậy là 33 ta trừ cho 30 là còn lại là 3. 5 ta hạ xuống. 35 ta chia 5 là được 7. 7 x 5 là 35. 35 ta trừ 35 bằng 0. Chúng ta qua bài số 5 tìm x. Đây là một cái dấu chia. Đây là số bị chia và đây là số chia và đây là thương. Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia, ta chia cho thương. X bằng 6 ta chia cho 9 là được 1. Còn dư 3, 30 là bằng 10, 15. Bài này là một dấu nhân. Dấu nhân là một cái tích. Đây là cái thừa số đã biết, đây là thừa số chưa biết, đây là một cái tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, ta lấy tích, ta chia thừa số đã biết. X bằng 126 ta chia 9 bằng 10, 14. Chúng ta qua bài số 6. 5 mời một số bạn đến dự sinh nhật tại một tiệm kem gần nhà. Cô phục vụ đưa ra một khay kem như hình vẽ. Đây, một khay kem. Và đưa cho mỗi bạn hai ly kem thì vừa hết. Hỏi có mấy bạn được Lâm mời đến dự sinh nhật. Như vậy trong này là một số cái ly kem đây mà mỗi bạn là được là hai. Được đúng không? Được hai cây kem. Giờ chúng ta sẽ đếm ở bao nhiêu trong này đây. Bao nhiêu cây kem đây? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 4 20. Được không? 5 x 4 là 20. Ta lấy cái hàng, ta nhân cho cái cột. Cái hàng này là 1 2 3 4 5. Cột là 1 2 3 4. 4 x 5 là bằng 20, tổng cộng là bằng 20. 20 chúng ta sẽ chia cho 2, mỗi bạn là 2. Như vậy trong này là có 10 bạn, được không? Nè, cái này là một bạn này, thấy chưa? Hai bạn này, được không? Ba bạn này, bốn bạn này, năm bạn này, sáu bạn này, bảy bạn này, tám bạn này, chín bạn này, 10 bạn. Đó, nè, 10 bạn. Rồi như vậy chúng ta sẽ đi tính là hỏi có mấy bạn được Lâm số bạn được Lâm mời đến dự sinh nhật là ta lấy 20, mới nãy chúng ta đếm được 20 đúng không? 20 ta chia cho 2 bằng 10 bạn. Đáp số.
10 bạn. Chúng ta qua bài số 7. Hình vẽ bên có mấy hình chữ nhật? Rồi, chúng ta có một hình này, hai hình này, và cái hình từ đây lại đây này, như vậy là ba hình. Còn cái hình xanh xanh này không phải đâu nghe, nó bị cắt đứt chỗ này là không phải. Như vậy chúng ta sẽ có là ba hình chữ nhật. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.